trên chất luôn. Hoa dự ra câu ý luôn rồi. Lầy đùm đùm vậy đó. Chiếc này ấy hoài không lên rồi. Rồi ve thêm một máy kéo vô nữa đau vô luôn rồi. Chầm vậy đó, nhựa luôn luôn rồi, động luôn rồi. Bay không? Bay á. Rồi rút về luôn rồi. Quá trời luôn rồi, anh em rút luôn rồi. Mở dây ra chiếc trước luôn nữa rồi. Quá trời đông anh em luôn mà cắt không được. Chạy lần trước lúng chiếc ăn trước luôn rồi, chiếc kéo là bây giờ thành là chiếc lúng. Quá dữ luôn, biểu diễn luôn. Rồi lỡ kéo chiếc trước này nữa. Nó lại đùm đùm hoài vậy đó. Nãy giờ kéo ve không giờ kéo tới. Quá chừng nó độn luôn rồi. Cắt kéo mà lên không nổi nữa. Rồi đứt dây luôn. Quá nhựa luôn rồi. Lên luôn, quá dữ, trao đầu rồi, ủi đít luôn.
tới luôn. Có máy kéo luôn nữa rồi. Mới kéo về không được, nó lầy nữa rồi, dữ lắm luôn nữa rồi. Máy nào không cho nghiệp dàn đầu xuống. Quá dữ luôn rồi. Máy cắt kéo rồi, giờ tới máy kéo kéo luôn. Mạnh tới. Chiếc kia chưa lên, chiếc này giải cứu lún nữa rồi. Lượt hai cái luôn. Hai con ngựa sảy quá sảy luôn. Cái này lúc luôn rồi, còn cái đây. Lúc trước nữa, lần lượt hai cái. Nghiếp đi vô đây uống dừa nhóc chân rồi nè. Máy kéo chạy vô cứu trợ rồi, dính lượt hai chiếc máy cát luôn. Rồi máy kéo tới đây thì chắc lúa lên rồi, thảy lên ba bao. Mới kéo ngoài cây lúng nữa rồi. Nghe yeah, vô không nổi luôn, lên bánh đầu xong rồi. Cái kia nằm giữa trong đó khó kéo ra nữa. Lầy đùm đùm luôn, qua đó chắc lúa xuống bớt rồi kéo ngược trở ra rồi lên nổi không. Lại ngược hai ba chiếc luôn. Một chiếc lên rồi. Mạnh tới quá nhựa rồi. Quá cứng luôn rồi. Rồi miết luôn rồi. Bên đây chiếc còn lúng hơn chiếc bên kia nữa. Lúc xuống tới đọt lúa luôn rồi. Nằm lọn chào hết trơn hai chiếc luôn. Chiếc ở trong nó chặn ai luôn rồi. Chiếc ngoài này chưa lên nữa. Chiếc cứu lúng luôn. Rồi bắt đầu đau đầu vô kéo hai cái một luôn quá. Hết rồi. Đưa về cho bà chủ bà coi coi máy bà lên mạng luôn.
lệnh lượt hai ba cái luôn, bắt đầu đau đầu vô kéo lên lần lần mới được. Hai mới kéo luôn. Đi bộ mà đi không được nữa đó. Cái trong kia còn nặng hơn nữa. Quay đầu lên mới được. Rồi chia mạnh vô. Giải cứu cái này trước đi, cái trong bờ kia quá nặng rồi. Rồi bắt đầu đời ba nè, ghi mạnh ra. Quá dữ luôn rồi. Kéo dính chùm luôn. Một chiếc. Rồi vô giải cứu một chiếc nữa. Mới kéo một chiếc lên nằm đây nè. Chắc nhựa quá chừng luôn. Dùng kia kéo cái kia ngược cho ra nữa. Cái kia lúc quá nặng. Vô đó ve kéo ngược cho ra. Ngồi mạnh vô. Kéo cái tròn luôn nào. Rồi mạnh lên. Ô hên ơi. Ô quá đã luôn. Hên quá. Chừng luôn, nó lại dính đùm luôn. Rồi ngon lành rồi, anh em không biết sao nữa nè, cắt tiếp tục nữa. Rồi vô khuyên luôn đó. Rồi chưa? Rồi đó. Đi lên vùng xuyên lục địa. Lên lên đây luôn. Đưa qua Mỹ luôn đó. Lương dữ lắm luôn. Lương này là lương khủng không lương em ơi. Rồi chuẩn bị đài ba tiếp tục nữa. Hai cái 150 ngàn. Ai con gái cắt giùm luôn. Chúng phạt cây cao quá. Rồi
mới kéo mạnh xuống luôn. Quá im luôn, ngon lành. Rồi lúc